7 cũng đang làm thủ tục đăng ký các cầu thủ để thi đấu trong trận thi đấu tối ngày hôm nay. Vâng, như vậy các cầu thủ của chúng ta đã xong. Bây giờ chúng ta cho một tràng vỗ tay. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Như vậy là trọng tài Hoàng Hiếu Anh đã cho các cầu thủ trên sân làm các thủ tục cần thiết. Bây giờ hai đội bóng là đội khu 3 và đội khu 7 đang bắt tay rất tình, bắt tay rất đã kết thúc. Sau đây chúng ta sẽ chứng kiến trận thi đấu khu 3 và khu 7 được bắt đầu. Để chúng ta cho một tràng vỗ tay. Và xin cảm ơn, xin cảm ơn Thu Thủy, Bích Thủy. Vâng, đánh bóng không qua, điểm cho thứ 7 1-0. Đánh bóng vẫn là các cầu thủ khu 7 rất dẻo. Không sao, vẫn còn bóng. Bích Thủy, các bạn đang xem trận thi đấu bóng truyền hơi trong khuôn khổ giải bóng truyền năm 2024 giữa khu 3 và khu 7. Đội trưởng Bích Thủy cùng với đội bóng của mình đang thực hiện các đường truyền và đường đánh bóng, có thể là đánh bóng rất mềm. Cái đăng ký đâu rồi? Đánh bóng tốt, điểm bóng cho khu 3, 1-0. Như vậy các cầu thủ khu 3 sẽ là cầu thủ phát bóng. Vâng, xin mời ông Đặng Khải Hoàn, chúng ta vào bên trong và chúng ta không chỉ đạo sân bóng. Vâng, đánh bóng chạm lưới, điểm cho khu 7, 2-1. Đánh bóng tốt, điểm cho khu 7, 3-1. Phát bóng không qua, điểm cho khu 3, 2-3. Vâng, khu 3, khu 7 cố lên. Đánh bóng tốt, điểm 3-0. Quá hay, quá kịch tính. Như các bình luận viên chúng tôi nói là cầu thủ trên sân là 50-50. Rất bình tĩnh, rất bình. Vẫn là các cầu thủ của khu 7, khu 3 đánh bóng rất bền. Đánh bóng tốt, điểm cho khu 7, 4-3. Và 50-50 thì cứ đỡ đi. Rất nhanh. Vẫn còn. Hai đội đánh bóng có thể nói là có độ bền rất cao. Bích Thủy, chúng tôi thấy là các cầu thủ của cả hai đội đều là những người đánh bóng rất bền, có thể lên tới 102 quả, vẫn bóng vẫn chưa chạm sàn. Rất hay. Rất bình tĩnh. Các cầu thủ của cả hai đội có thể nói là đánh bóng vào biên rất cao, đánh bóng ra ngoài. Điểm cho khu 7, 5-3. Cao thủ của các bạn phát bóng.
đánh bóng, dòng chân, điểm cho cô Bảy, 6-3. Vâng, không cho. Vâng, như vậy điểm bóng như vậy là bóng ngoài, đánh bóng công qua, điểm cho cô Bảy 6-4. Vâng, chúng ta cứ bình tĩnh, với tốc độ của bóng thì rất căng. Vẫn là cao thủ của cô Ba đánh. Đức Thủy, chúng tôi thấy các cầu thủ của cô Bảy cũng rất nhanh để thu hồi bóng của mình để điều hành trận đấu. Vẫn là cầu thủ cô Bảy cùng với cô Ba rất hiểu nhau trong đánh bóng trận đấu này. Quá bình tĩnh, không thể chạm sàn được. Bỏ bóng tiếp, điểm bóng cho cô Ba 5-6. Như vậy bóng này là Bích Thủy phát bóng, cầu thủ của cô Bảy cũng đã rất nhanh để thu hồi vào vị trí của mình. Rất bình tĩnh, vẫn còn. Đánh bóng không qua, điểm bóng cho cô Bảy 7-5. Rất hay. Vẫn là cao thủ của, rất hay. Quá bình tĩnh, đánh bóng không qua, điểm cho cô Ba 6-7. Vâng. Quý vị và các bạn tiếp tục đang theo dõi trận thi đấu trong con rổ dài bóng trời ơi nam nữ năm 2024. Chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương trong năm 2024 giữa hai đội tuyển khu 3 và cầu thủ của khu 7. Tỷ số đang là 7-6. Đánh bóng không qua, điểm bóng cho khu 7 8-6. Rất nhanh, đánh bóng ra ngoài, điểm bóng cho khu 3 7-8. Như tôi đánh giá các cầu thủ trên sân của chúng ta đánh là với rất ngang nhau. Phát bóng ra ngoài, điểm cho khu 7 9-7. Ngồi đây. Quá nhanh. Vẫn là cao thủ của cô Ba. Vẫn còn. Quá dẻo. Chúng tôi thấy hai đội đánh có thể là đánh bóng rất lên. Đánh bóng ra ngoài, điểm cho cô Bảy 10-7. Rất dịu dàng. Quá hay, Bích Thủy. Không được. Đánh bóng tốt, điểm cho cô Bảy 11-7. Rất hay. Khu 3 cố lên và khu 7 cũng cố lên. Đánh bóng ra ngoài, điểm cho khu 7 12-7. Như vậy các cô gái của khu 3 đã phải hội ý ở hiệp thứ nhất này. Vâng, đề nghị chúng ta tất cả
Cùng với chúng ta sẽ đứng sát ra để nhường lại toàn bộ phần sân cho các cầu thủ thi đấu cho tối ngày hôm nay. Như vậy là chúng tôi xin thay đổi thông báo là đồng tài trợ cho giải bóng chuyền hơi nam nữ năm nay đó là anh Cao Văn Bắc, đại diện cà phê Bắc Nam ủng hộ là hai chiếc cúp vô địch trị giá 2 triệu đồng, và anh Cao Xuân Hải, đại diện cho công ty Đăng Phú Quang khu 15 ủng hộ 24 huy chương vàng, 24 huy chương bạc, 24 huy chương đồng, và cho các đội nam và đội nữ. Và chúng tôi cũng xin thông báo được sự đón nhận quan tâm ủng hộ của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Trang Anh Tư Sa huyện Lâm Thao ủng hộ 6 triệu đồng. Và như vậy thời gian nghỉ giữa giờ đã hết, xin mời hai đội bóng vào sân tiếp tục thi đấu để cống hiến cho khán giả tối ngày hôm nay. Vâng, bây giờ là các cầu thủ của cô bảy sẽ phát bóng. Sau khi gợi ý chắc chắn là huấn luyện viên trưởng Nguyễn Như Xô Phong đánh bóng chạm lưới, điểm cho cô ba 8-12. Mà ta đã gọi là đánh Quách Quần quá rộng dài. Vẫn là các cô gái của cô ba Minh Thủy đánh bóng không qua, điểm cho cô ba 9-12. Quá tiếc. Hồng Nhung đánh bóng tiếp, điểm cho cô bảy 13-9. Cháu cứ ngồi đi, bạn đứng quen rồi. Rất bất ngờ. Rất nhanh, cầu thủ đeo áo số 5 của cô bảy đánh bóng cho cô ấy, điểm cho cô ba 10-13. Vâng, như vậy là tiếp tục Minh Thủy đội trưởng đội bóng là phát bóng. Và các cầu thủ của khu 7 cũng có thể đánh với một chiến thuật của Đặng Khải Hoàn rất là nhanh. Vẫn còn. Không sao, bóng chuyền nữ chúng ta cứ đánh nhẹ nhàng với tình cảm, không còn như bố bổ làm gì. Đấy. Đánh bóng tiếp, điểm cho cô ba 11-13. Chúng tôi thấy là các cổ động viên vỗ tay hơi bé, và chúng ta vỗ thật to vào. Mà vỗ tay có phải mất tiền đâu mà. Đánh bóng ra ngoài, điểm cho cô bảy 14-11. Chúng tôi thấy là cổ động viên của khu 7 hô to hơn khu 3. Rất hay. Điểm cho cô ba 12-14. Như vậy còn 2 quả nữa đó ạ. Cũng rất cận kề với tỷ số đều. Vâng, chúng tôi thấy chiến thuật của khu 7 là đánh liên tục, không đánh 3 quả và cứ 1 quả 1. Đánh bóng cơ qua, điểm cho khu 3 13-14. Vâng, chúng tôi lại thấy khu 3 hô to hơn khu 7. Cứ bóng bên nào hô to là bên ăn nhiều. Quân đánh nhẹ, bắt ngoài anten, bắt ngoài rồi.
Vâng, như vậy là trọng tài chính đã cho đánh đại là hợp lý. Tất cả các trợ lý trọng tài chúng ta chú ý, không chúng ta không phải là khán giả mà chúng ta đang người phục vụ, cho nên chúng ta không nhìn chị em phụ nữ nhiều mà mình nhìn theo bóng. Vâng, đánh bóng qua điểm 14 đi. Quá hay. Xin bảo quản đứng ra ngoài đi. Hai ông bà này, ta đứng ra ngoài đi. Xin mời là có bài hội ý. Như vậy là huấn luyện viên trưởng của đội khu 7 đã cho các cầu thủ của mình hội ý. Và chúng ta thấy là các cầu thủ của trên sân thi đấu cũng rất là tích cực. Tuy nhiên là chúng ta hết sức bình tĩnh để theo dõi. Đánh bóng theo dõi nha được rồi. Đang nói chuyện đây, đang nói chuyện đốt điều cái cầu. Nên là quay lại. Thế hay là nó chuyển bóng thôi. Như tôi đã thông báo, đây là hai đội bóng có thể nói là rất hiểu cái cách đánh của nhau. Tỷ số trên sân bây giờ đang phản ánh đúng là huấn luyện viên trưởng của đội khu 3 chính là ông Nguyễn Như Xô cũng đang dùng những chiến thuật có thể nói là rất nhanh với sự dàn chỉ huy của các cầu thủ. Vào thời gian nghỉ đã hết, xin mời hai đội vào sân để tiếp tục thi đấu. Hoàng Anh nghe Giang lấy giờ là nói Giang lấy xe thật chút chút mình một tí. Xe vâng, tiếp đấu tiếp tục. Lúc cái tiền mà xe nên phải cho xe này thằng nào lấy mất cứt. Không biết đâu. Tôi đã xong này rồi. Đánh bóng chưa qua. Rồi đánh được đấy. 15, 14. Chả đẹp lắm đâu. Nói đi. Điểm bóng cho khu 3, 16, 14. Khu 7 có lưng. Đúng là cổ động viên bên nào vỗ tay to mà hô to là bên ấy thường là rất đẹp. Huấn luyện trưởng Đặng Khải Hoàn cũng đang rất suy tư về những chiến thuật của mình. Vẫn là các cô gái của khu 3 rất dẻo. Vâng. Quá đơn giản trong đường bóng của các cầu thủ. Lúc này chúng ta thấy Bích Thủy đang đứng ở vị trí số 4. Rất nhẹ nhàng chứ không cần mạnh mẽ như các đội bóng khác. Thấy các cô gái trên sân không những xinh đẹp còn đánh bóng rất hay. Dù thắng dù thua cũng đều nở những nụ cười rất tuyệt vời. Chiến thuật của cả hai đội cũng là đánh bóng mềm. Bỏ bóng tốt, điểm bóng cho khu 3. 17, 14. Vâng, tất cả chúng ta tập trung và nghe hiệu lệnh của trọng tài. Và xin mời trọng tài Bình, chúng ta có đứng giãn ra một tí, có một chai nước, bỏ chai nước đi. Vẫn là cao thủ của khu 7. Quá hay. Đánh bóng tốt, điểm bóng cho khu 7. 15, 17. Hai đội bóng quá hiểu nhau, các đường truyền của bóng. Rất mạnh.
Vâng, không hiểu với nhau. Điểm cho cô bài 16, 17. Sân này lấy hoi thế à? Hoi đâu? Dài thế. Vâng. Không cần. Vâng, tôi đánh kép như thế cho càng chắc chắn. Đánh bóng ra ngoài. Điểm cho cô ba 18, 16. Đúng như chúng tôi nói là cổ động viên khu nào vỗ tay to thì đội đó thường dẫn điểm. Minh Khai là một trong những cầu thủ có thể nói là chân dài. Vâng, đánh bóng ra ngoài. Điểm cho cô ba 19, 16. Có chiều cao rất tốt. Vâng, chúng ta thấy là tổ trọng tài cũng cười ngặt nghẽo. Vâng, bây giờ có lẽ là Hồng Nhung. Các cô gái của khu 7 xe vai cố gắng rất nhiều trong những quả bóng tiếp theo. Vâng, tôi đang nói là đánh bóng công qua. Điểm thứ 3 20 16. Khu 7 cố lên. Đánh bóng không qua. Điểm cho cô ba 21 16. Xin chúc mừng hai đội tạm nghỉ 2 phút để tiếp tục bước vào hiệp 1 thứ 2. Tất cả chúng ta, thời gian không còn nhiều cho tất cả chúng ta hôm nay. Xin mời các cầu thủ vào sân để tiếp tục thi đấu. Như vậy lúc này chúng ta thấy là các cầu thủ của khu 7 cũng như là các cầu thủ của khu 3 đã sẵn sàng để tiếp tục thi đấu ở hiệp thứ hai này. Ở hiệp thứ hai này các cầu thủ của khu 3 đang tạm dẫn với tỷ số là 1-0. Còn các cầu thủ của khu 7 cố gắng hơn rất nhiều. Ông Đặng Cải Hoàn cũng đang có sự chỉ đạo rất quyết liệt ở vị trí số 4 và số 3. Hai vị trí này vừa rồi cũng đã để mất rất nhiều bóng. Và bây giờ các cầu thủ của khu 7 sẽ là phát bóng trước. Trận thi đấu hiệp 2 bắt đầu. Xin mời cầu thủ của khu 7 đưa bóng vào sân. Chúng ta thấy trong tài chính Hoàng Anh. Vâng. À, đổi vị trí ạ. Vâng. Đăng ký đổi vị trí. Cầu thủ nào? Dạ. Tên này. Em Hiền. Ba và Khuyên. Hiền sẽ đứng ở vị trí số 3 và Khuyên thay vị trí của Hiền, đúng không ạ? Vâng. Trận thi đấu tiếp tục. Đây là quả phát bóng đầu tiên ở hiệp 2 này. Ngay những giây phút đầu tiên này thì để bóng tốt. Điểm cho các cầu thủ khu. Vâng. Đánh bóng chạm lưới. Điểm bóng cho khu 3 1-0. Vâng, như vậy chúng tôi thấy là các cổ động viên của khu 3 cũng cổ vũ rất nhiệt tình. Phải nói là nhất nhiệt tình. Vâng, rất nhanh. Đánh bóng không qua. Điểm cho khu 3 2-0. Vâng. Tất cả các cầu thủ trên sân của chúng ta đang thi đấu với một cường độ rất cao. Quá nhanh. Vâng. Đánh bóng chạm lưới. Điểm bóng cho cô 7. 1-2. Vâng, xin lỗi ạ. Đánh bóng sang này. Vâng. Và có lẽ cũng báo cáo là những cô nào chưa hiểu thì cũng đang cứ rất là dịu dàng mà nói nhỏ đấy ạ. Chưa hiểu biết thì chúng ta bảo nhau. Vâng, hết sức bình tĩnh.
Phút. Không phải là vụt, đấy là đập. Rất nhanh. Huấn luyện viên trưởng là Như Sô. Vâng, vẫn kịp. Vâng, các cầu thủ trên sân đều nói từ non và già. Chúng tôi cũng không hiểu là từ non già là gì cả. Rất nhanh. Mặc dù đường bóng quá khó nhưng các cầu thủ của bạn em ơi, đúng là lỗ đồng xu. Mà chúng ta đánh bóng thì người ta thường nói một câu, đó là vào đúng vào ban được chấm. Tỷ số đang là 3-1 cho Cuba. Vẫn còn Minh Khai. Vâng, lúc này tôi thấy là Thúy Hiền đang ở vị trí chuyền đấy. Không được rồi. Điểm bóng cho Cuba 4-1. Và có lẽ lúc này là Hồng Dung là người phát bóng. Chúng tôi thấy cả hai đôi bóng dùng những chiến thuật không đập mạnh và dùng những chiến thuật bỏ nhỏ rất hay. Đánh bóng không qua. Điểm cho Cuba 5-1. Chúng ta thấy là huấn luyện viên trưởng Đặng Khải Hoàn và Nguyễn Như Sô cũng đang chỉ đạo rất quyết liệt để cho các cầu thủ của mình trong sân thi đấu được đúng theo đấu pháp của đội mình. Đây là đội trưởng Bích Thủy. Để bánh bóng tiếp. Điểm bóng cho Cuba 6-1. Vâng, trận thi đấu vẫn tiếp tục. Chúng ta nghe hiệu lệnh của trọng tài. Đánh bóng phạm lỗi rồi. Điểm bóng cho Cuba 7-1. Và vâng, những cơ sở hội ý của Đặng Khải Hoàn, huấn luyện viên trưởng của Cuba cho hai đội là hội ý. Có thể nói là các cầu thủ trên sân của chúng ta thi đấu ở những giây phút vừa rồi cũng đã công hiến phần nào cho các cầu thủ của chúng ta ngày hôm nay. Cho nên là ở hai đội đều có những có sự chỉ đạo có thể rất quyết liệt từ ông Đặng Khải Hoàn với những đường truyền chủ yếu đánh ở vị trí số 3. Vâng, như vậy là ông Đặng Khải Hoàn tiếp tục là có sự thay đổi vị trí để cho nó hợp lý theo lối đánh của mình. Vâng, số 6 thay số 5 ạ. Vâng. Đây đây ông ơi. Ông ghi vào đây. Đấy. Ghi ra bên cạnh. Ghi ra bên cạnh để ai đây? Việc em việc anh. Nhận quá. Cháu nó mới nhớ nào, hay chưa kịch điện bao giờ nào. Nó để anh Hoàn anh ký nó căng. Anh sốt ruột lắm rồi đấy. 7-1 đây là sốt ruột lắm. Đêm này thì chỉ thay số xây xây ai hầm nhá, hầm nhá. Thì Hằng thay Phi nhá. Hằng thay kia. Mời các bạn cầu thủ Hằng thay đổi cho cầu thủ Kỳ. Vâng, Phi. Vâng, thay đổi cầu thủ Phi. Vị trí. Thay đổi vị trí. Vâng. Lần này chúng tôi thấy là thời gian đã nghỉ hội ý của cô Bảy Đá Hết. Xin mời các cầu thủ vào sân để tiếp tục thi đấu công hiến cho khán giả ngày hôm nay. Chú thấy là tổ trọng tài tiếp tục duy trì những trận đấu tiếp theo. Ông Đặng Hải Hoàn đã có sự thay đổi người. Như vậy cầu thủ Phi đã ra sân. Thôi không sao, đây là giải bóng truyền phong trào. Cho nên chúng ta Hồng Dung rất bình tĩnh. Thu Yên vẫn còn. Vâng, chúng tôi thấy là cả người trong sân lẫn ngoài sân dù đánh có hỏng nhưng vẫn cười rất vui. Quá hay. Vâng, cầu kiến cho khán giả rất hay. Bóng bàn vâng, đánh bóng không qua. Điểm cho cô 7-2-7.
Thu Hiền phạt bóng rất mạnh. Rất nhanh, vẫn còn. Hồng Dung và Bích Thủy rất hiểu nhau. Cho nên đây là môn bóng chuyền thôi. Chúng ta cứ chuyền như này thì rất hay. Gọi là bóng chuyền thì ta phải chuyền nhiều như thế này thì mình xem mới sướng. Không sao, không hết hơi được. Thời gian không hạn chế. Bóng đá còn có giây có phút, chứ còn riêng bóng chuyền không có giây phút nào cả. Đánh thoải mái. Vâng, riêng pha bóng này đã là 116 quả. Vâng, đánh bóng không qua. Điểm cho cô ba 8-2. Bóng bền của cả hai đội tương đương mấy khu 2 với khu 5 vừa rồi. Vâng, hai đội đánh có thể rất hiểu nhau. Đánh bóng công qua. Điểm bóng cho khu 3 9-2. Hồng Dung. Vâng. Quá hay. Chúng ta thấy các cầu thủ trên sân vừa đánh bóng vừa nói rất là hợp lý. Vâng. Đánh bóng không qua. Điểm cho cô ba 10-2. Vâng, các cầu thủ của cô bài thủ cũng rất nhanh và tinh tế. Đánh bóng không qua. Điểm cho cô ba 11-2. Minh Khai. Chúng ta thấy các cầu thủ Thu Hiền của đội cú 7 là đánh bóng rất tốt. Không sao, vẫn là rất đơn giản, mà không phải là đánh trượt mà cố tình đánh như thế. Không phải là cười, nói thật thôi chứ. Vâng, quá giỏi, không phải là giỏi nữa. Vẫn còn. Quá hay. Vâng, ngoài trong cũng có thể 50-50 đánh đất. Đánh bóng tốt, điểm cho khu 7 3-11. Đánh vào đúng vị trí giữa sân, không ai theo cả. Bên cài. Rất nhanh. Quá nhanh. Đánh bóng tốt, điểm cho cô ba 12-3. Rất căng. Vâng, chúng ta cứ bình tĩnh. Trọng tài sẽ. Vâng, cho đây là chúng ta sẽ đánh lại quả bóng này. Thôi, chúng ta chấp hành theo hiệu lệnh của trọng tài. Chúng ta giả bóng cho cô ba để chúng ta tiếp tục. 12-3. Đánh bóng ra ngoài. Điểm cho cô ba 13-3. Không phải là đều. Đánh bóng không qua. Điểm cho cô 7 4-13. Các cầu thủ cô 7 hết sức bình tĩnh. Thời gian không hạn chế, cho nên ta đánh đúng sở trường của mình. Với sự chỉ đạo của ông Đặng Khải Hoan và huấn luyện viên trưởng của đội cô 3 là ông Sô. Đánh bóng không qua.
Để bóng cho cô Bảy 5-13. Đánh bóng không qua. Điểm cho cô ba 14-5. Vâng. Mặc dù là thời gian của chúng ta vẫn còn rất nhiều, các cầu thủ cũng đang thi đấu theo đều đúng hướng dẫn của mình. Minh Khai. Vâng, các cầu thủ trên sân chúng ta để bóng cho khu 7-6-14. Minh Khai và Thu Thủy rất hiểu nhau. Đánh bóng ra ngoài. Điểm cho khu 3-15-6. Được kìa. Em đi rồi. Rất tinh tế. Đây là một môn bóng chuyển hơi. Có thể nói hai đôi đánh bóng với gần giống nhau về đấu pháp, đánh bóng bền để tranh thủ những đường bóng đánh bóng ra ngoài. Điểm cho cô ba 16-6. Và không phải là quắm mà đánh tốt. Ai gọi là đánh bóng quắm mà đánh bóng tốt. Bỏ bóng tốt. Điểm cho cô ba 17-6. Rất mạnh. À, không xoay kịp. Hồng Nhung cũng lúc đấy là quả quá khó rồi. Điểm cho các cầu thủ có 7-7. Mấy cái vẫn kịp. Chắn bóng tốt. Điểm bóng cho cô ba 18-7. Vẫn là cầu thủ của cô ba. Rất tốt. Đánh bóng ra ngoài. Điểm cho cầu thủ cô ba 19-7. Không, khán giả ta cứ bình tĩnh. Bây giờ sớm một tí cũng không là gì cả. Ngồi xem hết trận. Chưa hết được, còn lâu. Bích Thủy. Càng về những quả sau đánh cả đấy. Đánh bóng ra ngoài. Điểm cho cô 7-8-19. Vâng. Mặc dù là đánh được hay mất không biết, nhưng mà Hồng Nhung vẫn có những cử chỉ rất đẹp mắt. Khán giả cũng cảm thấy là rất yêu mến. Vẫn là các cầu thủ khu 3 truyền cho nhau rất hợp lý. Vâng. Không sao. Đây là bóng chuyền, nếu nó đánh như quả như thế thì quá bình thường. Kể cả chúng ta vào đánh còn hơn thế. Anh Huy ơi, 8 cho khu 3. Vâng, đánh ăn được không đánh chết được. Đánh bóng ra ngoài. Điểm bóng cho cô bài 9-20. Không để nó cắt nhá. Vâng. Mặc dù thua hay thắng thì 10 cô gái xinh đẹp trên sân vẫn nở nụ cười rất tươi, rạng rỡ.
đánh bóng không qua điểm cho các cầu thủ, cho các cô gái ở khu 7, 10, 20. Đánh bóng không qua điểm 21-10. Như vậy là các cầu thủ của khu 3 đã thắng các cô gái khu 7 với tỷ số là 2-0. Mày trẻ con thì mày ra cái nhá. Thằng này rất láo rồi. Mình nghĩ hai đội trưởng, hai đội bóng chúng ta